Ngày 26 tháng 1, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam nhóm người về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Mở rộng điều tra đường dây xe gian đục lại số khung, số máy phù phép thành xe mới do Bùi Văn Tân, 41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 3 người gồm Nguyễn Sĩ Toàn, 43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Nguyễn Đình Sùng, 38 tuổi, ngụ quận Bình Tân và Nguyễn Thị Kiều Anh, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Đồng thời, khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 342 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn. Kết quả điều tra xác định, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân, huyện Hóc Môn do Toàn làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 456 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành, đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do Sùng làm chủ. Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu, nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Toàn, Oanh và Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn. Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các loại xe.